nhất tâm tu đạo ta liên tiếp phá kỳ án Vân Sơn Thanh trong tranh ác quỷ. Nghe chọn bộ tại mê audio com. Đại Chu, Vĩnh Yên 13 năm. Chính là đầu mùa xuân thời tiết, bóng đêm như mực, mưa lạnh thê lương. Thành trường An Đông, triệu cảnh công tự. Đại Hùng bảo điện bên trong. Vương Luật cầm trong tay một ngọn đèn lồng, đứng tại đại điện phần cuối. Chính ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên tường bích họa si nhìn hắn ánh mắt không ngừng dao động cấp tốc đảo qua bích họa mỗi một tấc phảng phất đang tìm kiếm cái gì trước mặt bích họa kêu là địa ngục biến tướng đồ vẽ ra chính là các điện diêm la ác quỷ cùng với rất nhiều nhìn thấy mà giật mình địa phủ hình cụ cùng bị phạt các màu tội nhân cái này bích họa nhan màu nồng nặc tại ánh nến chiếu rọi bên dưới rõ ràng giành mạch miêu tả sinh động để cho người xem một chút khó tránh khỏi xương cốt phát lạnh tiểu tử thế nào giờ này một thanh âm từ phía sau truyền đến bộ kia bích họa ngươi chăm chú nhìn đã nửa ngày có phát hiện gì không có nghe được thanh âm này vương luật cũng không kinh ngạc hắn lắc đầu bất đắc dĩ nói ca ngươi xong chưa a à? chốc lát ngươi hỏi tám lần đặt cái này đòi mạng đâu vì giúp ngươi ta đoạn đường này là gắng sức đuổi theo tia không chút nào dám dây dưa Khó khăn về Trường An, nhà cửa cũng không vào đã bị ngươi chộp tới, ngươi còn một cái kình thúc dục không ngừng, không ngờ như thế ta lấy ngươi làm thân ca, ngươi lấy ta làm gia súc thôi." Trong ngôn ngữ hắn xoay người lại, hoàng hôn ánh nến đánh vào hắn trên mặt, lộ ra mặt mũi. Hắn đại thể tại 25 tuổi trên dưới, khuôn mặt tuấn lãng, vóc người cường tráng, lấy một bộ đạo bào rộng lớn, nhìn một cái có vẻ khá vì tùy tính hào hiệp. Vương luật thế kỷ 21 người địa cầu. Xuyên Việt đến thế giới này đã hơn 20 năm. Nơi đây cùng kiếp trước đại đường cực là tương tự. Cũng là một cái phồn thịnh không ngừng, vạn bang đến bái chưa từng có thịnh thế. Nhưng cùng kiếp trước đại đường bất đồng. Nơi này có phá núi phá nhạc võ lâm cao thủ, có diệu pháp hàng ngàn hàng vạn phương thuật cao nhân. Sơn dã bên trong có tinh quái tụ khiếu. Tàng ô nạp cấu chỗ có tà ma không ngờ. Nói cách khác, đây là một cái tương tự tại đại đường thế giới võ hiệp. Làm vì đại chu tiền tể tướng vương huyền minh con thứ. Vương luật thở nhỏ liền bị đưa về huyền hoàng đạo theo tiên sư lăng hư tử tu hành. Cho tới bây giờ đã có 15 năm quang cảnh. Nguyên bản lúc này hắn cần phải ở trong núi tu hành, thối luyện đạo tâm. Sở dĩ đến đó, là vì hiệp trợ lúc đảm nhiệm kim ngô vệ trung lang tướng đại ca vương tranh tra Cha án ba ngày trước đó hồ tăng cưu ma la vào trường an luận đạo chết vào triệu cảnh công tự bên trong nguyên bản chết cái trước hồ tăng không tính là gì đại sự nhưng cái này cưu ma la thân phận cũng không bình thường hắn là là đương kim thổ phồn quốc sư thụ nghiệp ân sư địa vị không thể coi thường đại chu cùng thổ phồn giao chiến nhiều năm năm ngoái mới ký kết đình chiến minh ước bây giờ kết minh một năm không đến liền xảy ra loại chuyện này nếu không thể giải quyết thích đáng sợ rằng sẽ sử dụng chiến sự một lần nữa cháy lên việc này một ra hình bộ cùng giám sát viện cũng không muốn tiếp cái này phỏng tay khoai lang lẫn nhau đùn đẩy cuối cùng sự tình rơi vào vương tranh trên thân sau khi hiểu rõ tình huống hắn lập tức bắt tay vào làm điều tra Thế nhưng ngắn ngủi trong vòng hai ngày năm cái thủ hạ lạ lùng bỏ mình, tử trạng cùng cưu ma la không khác nhau chút nào. Đều là bị mở ngực mổ bụng mà chết. Lại hiện trường căn bản không có người bên ngoài tồn tại vết tích. Càng truyền ra ác quỷ giết người dị văn. Vương tranh vốn muốn mời huyền giáo cao nhân đến đó kiểm tra một hai. Nhưng huyền giáo chịu ân trước đây thêm nữa bản triều thánh nhân trọng phật khinh đạo chân chính có bản lĩnh huyền giáo cao nhân sớm đã quy ẩn trong núi không muốn vào triều vì dùng cái kia thiền tông cao tăng bất thiện đạo này nhìn không ra mánh khóe mà án này dây dưa quá mức lớn cần bí ẩn điều tra bất đắc dĩ bên dưới vương tranh chỉ phải đem từ nhỏ theo tiên sư tu hành tinh thông phương thuật đệ đệ vương luật gọi trở về nhìn một chút người thiếu cùng cái này vô nghĩa nghe được vương luật mở miệng, thân mang phi sắc quan bào, thắt lưng hoành cương đao vương tranh nói ra. Ngươi từ nhỏ tính khí lỏng lẻo vào núi tu đạo sau đó, tật xấu này lại bỏ thêm cái càng chữ. Thánh nhân thì cho bảy ngày thời gian phá án, trước mắt chỉ còn hai nhật quang cảnh, ta nếu không thúc giục ngươi, quỷ biết ngươi quấy dày tới khi nào, ta biết ngươi gấp gáp. Nghe vậy, vương luật bất đắc dĩ nói ra vậy ngươi cũng không thể không kết thúc thúc giục a à, ngươi làm sai bảo sinh miệng đâu động một chút là rút một roi ta nhưng là ngươi thân đệ đệ a à, thiếu lời thừa vương tranh lông mày nhíu lại mở miệng nói tự phụ thân sau khi chết chúng ta vương ra xuống dốc không phanh không biết có bao nhiêu người muốn muốn mượn cơ hội lần này đem nhà chúng ta triệt để phá đổ ngươi dùng điểm tâm chúng ta tuyệt đối không thể cho bọn họ lưu xuống nhược điểm lời vừa nói ra vương luật gật đầu năm xưa phụ thân nhân cuốn vào triều đình quyền lực đấu đá bị đuổi bên dưới tướng vị buồn bực sầu não mà chết từ nay về sau nguyên bản phồn hoa gia tộc liền không lớn bằng lúc trước may mà ca ca vương tranh năm mới tòng quân tích góp có quân công rất chịu thánh nhân thưởng thức phong kim ngô vệ trung lang tướng chính tứ phẩm quan viên người quan này chức tại trường an không tính được nhiều lớn nhưng nắm giữ thành trường an trị an chính là ít có thực quyền chức quan một trong lại thêm nữa vương tranh cho tới nay cẩn trọng từ không phạm sai lầm mới khiến cho một đám lòng mang quỷ thai người không thể nào hạ thủ nhớ lại cái này tất cả vương luật gật đầu ứng nói đã biết đồng thời hắn dùng ngón tay chỉ trước mặt bích họa mở miệng nói Bức họa này gọi là Địa ngục biến tướng đồ, là hoàng đạo trong thời kỳ họa thánh đích thực tích, chút xuống vô số tâm huyết, lạc thành lúc họa thánh một đêm bạc đầu, chính là thế gian ít có tuyệt phẩm. Phía trên phải có 108 tên tiểu quỷ, các ti kỳ chức ta mới đếm một lần, chỉ có 107 cái, vẽ lên tiểu quỷ thiếu một, nói điểm chính. Không đợi vương luật nói hết lời, vương tranh trực tiếp nói. Nghe vậy, vương luật lườm một cái, tiếp tục nói. Cưu ma la liên quan ngươi cái kia năm cái thủ hạ, một cộng sáu người, đều là chết vào mở ngực mổ bụng mà bức tranh bên trên thiếu cái kia. Chính là trong địa phủ đem tội nhân mở ngực mổ bụng tiểu quỷ, nói, vương luật giơ tay tại bích họa dưới góc trái một chỉ. Lời vừa nói ra, vương tranh men theo vương luật chỉ địa phương nhìn lại. Cái này không nhìn còn tốt. Vừa nhìn hắn không khỏi sững sờ ngay tại chỗ chỉ thấy vương luật chỗ chỉ địa phương vẽ chính là tiểu quỷ cầm trong tay đao nhọn đem tội nhân mở ngực mổ bụng đồ án. Tại ánh nến chiếu dọi bên dưới, đã thấy tiểu quỷ kia trong tay đao nhọn đỏ tươi dị thường, cực kỳ bắt mát. Phẳng phất giống là vừa bị thêm lên máu tươi. Ở một bên còn có một khối trống rỗng. Nhìn thật kỹ, chính là tiểu quỷ cầm đao đường nét nó đường nét cùng quanh mình so sánh, có vẻ khá là đáng chú ý, nhưng không thấy tiểu quỷ tung tích. Đem người mở ngực mổ bụng tiểu quỷ thiếu một, nhìn đến nơi đây, vương tranh trong lòng khẽ động. Cưu ma la cùng mình thủ hạ đều là bị mở ngực mổ bụng mà chết, họa bên trên thiếu cũng là trong địa phủ đem người mở ngực mổ bụng tiểu quỷ. Sẽ liên lạc lại ác quỷ giết người truyền lời. Chẳng lẽ, là bích họa bên trên tiểu quỷ nhảy ra giết người? ý niệm này một chỗ tựa như lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ, không cách nào nữa áp chế xuống. Đồng thời hắn đột nhiên ngẩng đầu, chuẩn bị đem bích họa nhìn cái rõ ràng. Tự tại này lúc dị biến xoay mình sinh, chỉ thấy trước mặt cái kia bích họa đầu tiên là lẫn lộn một lần. Ngay sau đó một cỗ ngẩn ngơ cảm giác tự nhiên mà sinh. Dương mắt lại nhìn, trước mặt bích họa không ngừng rung động, phảng phất sống lại bình thường còn lại cái kia cầm trong tay đao nhọn tiểu quỷ thân thể vặn vẹo, không ngừng dẫy giụa. Tựa hồ muốn từ bích họa bên trong tránh thoát được. Thấy như vậy một màn, vương tranh cho rằng mình đang nằm mơ. Nhưng trong tay đèn lồng ánh nến còn đang nhảy nhót, phía sau còn có thể cảm giác được đêm mưa hơi lạnh gió lạnh. Tất cả đều là thật. Duy chỉ có bích họa bên trên tiểu quỷ sống lại. Cái này bích họa có ma chướng nhìn đến nơi đây vương tranh trong lòng giật mình giống tự tại này lúc gầm nhẹ một tiếng truyền đến chỉ thấy tiểu quỷ kia đã từ bích họa bên trong tránh thoát nó mặt xanh nanh vàng kinh người không gì sánh được giờ này tự trong tranh vừa nhảy ra cầm trong tay đao nhọn đột nhiên nhào tới nhìn đến nơi đây vương tranh trong lòng giật mình bàn tay hắn khẽ động đang muốn rút ra bên hông bội đao nhưng hắn lại cúi đầu lúc lại phát hiện mình tay phải huyết nhục đang cấp tốc tan rã cuối cùng hóa thành bạch cốt. Thấy như vậy một màn, Vương Tranh hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Đồng thời, cái kia cầm Đao tiểu quỷ đã tới ở tại trước mặt. Gặp tựu tại này lúc quát khẽ một tiếng bên tai bờ vang lên. Thanh âm này như trống chiều, giống như thần trung, lại như gió lạnh suy tức một buổi sáng tỉnh mộng. Lại dương mắt lốt chỉ thấy tiểu quỷ vẫn tại bích họa bên trong, cánh tay của mình cũng là xong tốt như lúc ban đầu. Nơi nào có cách mới như vậy kinh hãi cảnh tượng, huyễn tượng, nhất thời gian, vương tranh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đang muốn mở miệng hướng vương luật hỏi cho ra nhẽ. Ngay tại lúc giờ này, vương luật thanh âm lại từ bên người truyền đến. Cẩn thận, có người thi triển phương thuật đánh lén, loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn mời chư vị ghé qua. Nhất tâm tu đạo ta liên tiếp phá kỳ án Vân Sơn Thanh Phương Thuật. Nghe chọn bộ tại mê audio com. Đại Chu Vương Triều Lập Quốc đến nay đã có hơn 60 năm. Đi qua đời thứ ba đế vương chăm lo việc nước. Cho tới bây giờ chính là nhiều loại hoa lấy cẩm, dầu sôi lửa bỏng chưa từng có thịnh thế. Nhân Thái Tổ khai quốc lúc được đạo giáo cao nhân tương trợ. Thái Tổ cảm niệm hắn công, lại vừa gặp họ Lý, cùng đạo tổ cùng họ. Cho nên liền tôn đạo giáo là đại chu quốc giáo. Từ nay về sau đạo giáo đang thịnh, các loại phương thuật đi qua không ngừng nghiên cứu, chạy tới một cái đỉnh phong. Vương tranh đảm nhiệm kim ngô vệ trung lang tướng, kiến thức cũng coi như uyên bác. Trong ngày thường cũng đã gặp không ít phương thuật, nhưng phần lớn lấy đả tọa luyện dược, vẽ bùa hành khí làm chủ hắn vạn lần không ngờ mới cái kiêu uyển giống như ma chướng huyễn tượng rõ ràng đều là phương thuật chỗ làm khiếp sợ dư hắn đang muốn mở miệng đừng lộn xộn vẫn chưa xong vương luật thanh âm tiếp tục truyền đến người nhìn xuống đất bên trên nghe vậy vương tranh vô ý thức cúi đầu nhìn lại chỉ một thoáng trên thân không khỏi nổi lên một lớp da gà chỉ thấy đại điện trên đất không biết lúc nào đã nhiều hơn một cái bóng cái bóng vốn không chuyện gì ngạc nhiên. Nhưng bên ngoài chính rơi xuống mông lung mưa phùn, cũng không ánh trăng. Bóng này lại như trống rỗng sinh ra. Càng quái chính là, trước mặt chỉ có bóng dáng không có ai. Tự tại này lúc, bóng này đột nhiên từ dưới đất bò dậy, một đạo biến thành ba đạo. Ba đạo lại hóa chín đạo. Cuối cùng biến thành từng cái khô héo quỷ thủ, mang theo lấy một cỗ khí âm hàn cuốn tới quỷ thủ chỗ qua địa phương, đều tràn ra từng tia từng tia khói trắng. Gạch đá lát thành mặt đất đều dạn nứt ra, như là bị ăn mòn qua bình thường. Hiển nhiên, những thứ này quỷ thủ có kịch độc. Chỉ nháy mắt trong nháy mắt. Cái này quỷ thủ tựa như vũ động bầy rắn, tới ở tại vương luật hai người trước người. Thấy như vậy một màn, vương tranh trong lòng khẽ động, hắn đang muốn rút ra bên hông bội đao. Nhưng tự tại này lúc, hắn chỉ cảm thấy say mê muội không gì sánh được cả người tâm thần không yên còn cảm giác được vô cùng mệt nhọc đầu óc có một loại trầm muộn đau đớn như vậy cảm giác một chỗ vương tranh trong lòng trầm xuống chẳng lẽ là chịu đến mới huyễn tượng chỗ quấy nhiễu chính mình còn không có khôi phục lại đồng thời vương luật chân mày cũng cau lên tới trước mắt cái này quỷ thủ gọi là độc ảnh thuật là một loại gần như thất truyền thâm độc phương thuật, chính là lấy người sống huyết nhục tính mạng tế luyện mà thành. Thuật thành sau đó hư thực đều xem trọng, khu ảnh đả thương người. Để cho người khó lòng phòng bị, cái bóng càng mang có kịch độc. Một khi dính lên một chút chính là cốt nhục tan rã, gặp huyết phong hầu hạ tráng. Cái này phương thuật mặc dù khó chơi, thế nhưng chỉ cần tìm được người thi thuật, dễ dàng liền có thể phá giải ý niệm tới đây vương luật dương mắt hướng phía quanh mình quét tới muốn phải tìm người thi thuật thế nhưng hắn nhìn qua hai lần lại phát hiện đại điện bên trong trống trơn như cũng trừ đại ca vương tranh ở ngoài tại không có nó thân hình hắn thậm chí liền dư thừa khí tức cũng không tồn tại hiển nhiên cái này người thi thuật là cái tay già đời thu liễm khí tức nấp trong bóng tối đả thương người T. 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 Tự tại này lúc từng tiếng nọc độc ăn mòn mặt đất thanh âm truyền đến. Cái kia quỷ thủ như bầy rắn loạn vũ đã tới ở phía trước, khoảng cách hai người chỉ có hơn một trượng khoảng cách. Bên dưới một sát liền muốn đem hai người thôn vệ trong đó. Không có biện pháp, nhìn đến nơi này, vương luật nhíu mày lại. Đã thấy hắn tay kết pháp quyết, đồng thời mở miệng nói chân dương như hỏa, che ánh thân ta, nó nhanh như gió, đãng quét càn khôn, tán, theo một tiếng quát chói tay, vương luật tay áo hoành huy. Vù vù, chỉ một thoáng, một đạo muộn hưởng chuyện lai. Ngay sau đó một dòng nước nóng đột nhiên mà sinh, lấy vương luật làm trung tâm quét ra. Cái này nhiệt lưu cuồn cuộn, thoáng như liệt hòa. Thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy một vòng gió xoáy đẩy ra. Đứng ở một bên vương tranh cũng có thể cảm giác được một cỗ rõ ràng nhiệt lực. Cái này nhiệt lực quét vào hắn trên thân, như là bị mãnh liệt ánh mặt trời thiêu đốt bình thường, không nói ra được đau đớn khó chịu. Đồng thời, đầu óc càng phát ra hồn trầm căng đau. Trên đất cái kia vô số quỷ thủ bị cái này gió nóng đảo qua. Thoáng như tuyết gặp liệt dương, phát sinh tê tê tiếng vang kỳ quái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. A à, đồng thời một tiếng thê lương kêu rên tự đại lương bên trên truyền đến trên xà nhà được nghe tiếng này vương luật mắt chán hàn mang đã thấy hắn tay tịnh kiếm chỉ lục chỉ tật ra lên thời gian một đạo kinh khí phá không mà lên trực tiếp đánh thủng trên đỉnh đại lương ầm theo một tiếng vang trầm thấp đại lương bên trên vụn gỗ văng lên một cái bóng đen xoay người mà xuống hướng phía ngoài điện cấp tốc lướt đi Đứng lại, thấy như vậy một màn, Vương Tranh vội vã hô to. Đồng thời hắn thân thể khẽ động, muốn tiến lên đuổi kịp. Thế nhưng hắn mới vừa vừa phát lực, đầu lâu buồn bực phòng đau đớn lần nữa truyền đến. Như vậy cảm giác một chỗ, để cho hắn thân thể một cái lảo đảo suýt nữa mới ngã xuống đất. Nhưng hắn dù sao binh nghiệp xuất thân, võ nghệ cao cường. Bây giờ đã là tứ phẩm tông sư cảnh giới cao thủ giờ này cố nén đau đầu rút ra bên hông bội đau, hướng phía hắc y nhân hung hăng ném ra. Hiu, chỉ nghe một tiếng xé gió lịch khiếu. Bên hông hắn cương đau hóa thành một đạo hàn mang phá không mà ra, xông thẳng người áo đen kia hai chân mà đi. Nghe được phía sau âm thanh, cái này hắc y nhân nhìn cũng không nhìn. Đã thấy hắn túc hạ xoay tròn thân thể xoay chuyển, trực tiếp lóe lên một đao này nhất tâm tu đạo ta liên tiếp phá kỳ án vân sơn thanh cô gái trong tranh nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com thành trường an bố cục răng khắp nơi tựa như bàn cờ lấy chu tước đường phố vì bên trong trục đem lớn như vậy thành chỉ một phân thành hai đồ vật hai thành phố lâu quan đối với tủng cách con đường nhìn nhau là trường an lớn nhất hai nơi chợ kim ngô vệ nha môn tọa lạc tại tây thị quang đức phường bên trong đem địa điểm tuyển ở cái địa phương này là có chú trọng kim ngô vệ chấp trưởng trị an trên có võ tướng dưới có mật thám trung gian lực lượng thì là lớn nhỏ cảnh vệ trong thành trường an đề phòng tuần tra bắt lấy trộm tập hung các chuyện đều ở tại trách quyền bên trong có thể nói trọng yếu không gì sánh được đem địa điểm định tại quang đức phường cùng trong phường có kinh triệu phủ người bất lương dễ dàng cho nguyên do sự việc giao tiếp hiệp lực phá án Tây hàng xóm Tây Thị có thể quản chế dị tộc Hồ Thương, Bắc Tiếp Hoàng Thành theo lúc liên lạc trong cung, Đông Lâm Chu Tước đường phố dễ dàng cho điều động binh lực. Ở chỗ này tọa chấn mới có thể nắm giữ đại cục chỉ huy tùy cơ hành động. Giờ này hình phòng bên trong ánh nến lay động tiếng roi liên tục. Người áo đen kia bị bóc đi quần áo, trói lên cọc gỗ bên trên. Người này là một cái 30 tuổi trên dưới hán tử, dáng dấp không quá mức ngạc nhiên trên thân đã bị đánh ra chóc thịt bong, máu thịt be bét. Hiển nhiên đã chịu qua một phen cực hình. Giờ này chính đầu lâu rủ xuống, đã ngất xỉu. Vương luật cùng vương tranh ngồi ở trước bàn. Lẳng lặng nhìn hết thầy trước mắt. Một bên có tiểu lại cầm trong tay bút lông, chuẩn bị theo lúc ghi chép lời khai. Đại nhân, giờ này, cái kia nắm roi tiểu lại tới ở tại vương tranh trước người tặc nhân lại ngất đi thôi, hắt tỉnh hắn, vương tranh trầm giọng nói. Hắn trao mày, vạn thành một cái vướng mắc. Đây cũng không phải hắn giả vờ uy nghiêm. Tự mới từ ảo giác bên trong tỉnh lại sau đó, hắn liền đầu đau muốn nứt, vô cùng khó chịu. Nhưng hắn không có thời gian nghỉ ngơi. Trước mắt khoảng cách phá án kỳ hạn chỉ phải hai nhật quang cảnh. Cần phải hỏi ra manh mối, phá hoạch án này không chỉ có là cho phía trên một cái công đạo cũng có thể tránh khỏi mâu thuẫn thăng cấp khiến đại chu cùng thổ phồn chiến sự một lần nữa cháy lên theo vương tranh mở miệng một cái tiểu lại dẫn theo một thùng nước lạnh quay đầu tạt vào cái này người quần áo đen trên đầu rầm rầm theo một thanh âm vang lên động hắc y nhân một cái giật mình chuyển tỉnh lại nói nhìn thấy hắc y nhân tỉnh lại vương tranh trầm giọng nói người rốt cuộc là người nào tại sao muốn giết cưu ma la ai phái ngươi tới người chủ sử sau màn là ai có ý đồ gì cưu ma la chết liên quan đến quá mức lớn tuyệt đối không phải trước mắt như thế một người áo đen đơn giản như vậy chỉ có đào ra người sau lưng mới có thể phá án giao nộp hắc 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 nghe được vương tranh mở miệng cái này hắc y nhân phát sinh liên tiếp cười nhạt tỉnh lại đi người đánh chết ta ta cũng sẽ không nói đại chu cùng thổ phồn trong lúc đó chiến sự tất sẽ một lần nữa cháy lên, ha 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 ha, nói, cái này hắc y nhân liền lớn tiếng cuồng tiếu lên. Tiếng cười vọng lại tại hình trong phòng, lộ ra đến vô cùng điên cuồng. Vô liêm sỉ, nhìn người quần áo đen cuồng thái, vương tranh vỗ bản một cái. Người đến, hơn chín hào lớn ra. Ta ngược lại muốn nhìn một chút người có thể cuồng vọng bao lâu, đại chu hình phạt bên trong có một gia hình, cộng phân mười hào số 9 tên vì cầu chết ngay lập tức. Người mang lên sau đó vô cùng thống khổ, chỉ cầu chết ngay lập tức giải thoát. Chờ chút thấy như vậy một màn, một bên vương luật mở miệng nói. Ca, người đừng xung động. Cháu trai này liên tục gặp cực hình không chút nào nhả ra, nói rõ căn bản không sợ chết, người muốn tra tấn đem hắn giết chết, sự tình trái lại phiền toái, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vương tranh cau mày nói hắn trùng điệp thở ra một ngụm chọc khí, sắc mặt vô cùng phức tạp. Không biết là bởi vì đau đầu vẫn là phát sầu. Nghe được vương tranh mở miệng, vương luật cười hắc hắc. Cứng rắn không được chúng ta tới mềm thôi, tỉ như mỹ nhân cái gì, nói không chừng người ta cứng rắn chịu đựng sẽ chờ ngươi tới đây chiêu đâu, tê. Không đợi vương luật nói hết lời, vương tranh nhướng mày cắt đứt ngôn ngữ của hắn tiểu tử ngươi ngứa ra có phải hay không ngày mấy miệng còn có tâm tư pha trò còn mỹ nhân kế ở đâu ra mỹ nhân người đảm đương mỹ nhân a à, làm liền làm thôi nghe vậy vương luật cái cổ cứng lên không phải là mỹ nhân nha ta tới chính là nói hắn quay đầu nhìn về phía một bên ghi chép tiểu lại mượn ngươi bút mực dùng một lát lời vừa nói ra tiểu lại quay đầu nhìn về phía vương tranh Tự hồ tại trưng cầu ý kiến của hắn cho hắn vương tranh vung tay lên mở miệng nói giờ này hắn muốn biết chính hắn một đệ đệ dự định làm sao thi triển mỹ nhân mà tính toán nhận lấy tiểu lại đưa tới bút mực vương luật gật đầu hắn cử bút dính no rồi mực đậm vung hào tại hình phòng vách tường cắn câu vẻ lên tới nó động tác tiêu sái vận dụng ngòi bút như thần chỉ le que vài nét bút liền vẽ ra một cô gái cô gái này họa phong nóng bỏng áo rách quần manh mặc dù không mặt mũi nào màu làm đẹp nhưng họa công cực cao mang mắt nhìn đi rất sống động xinh đẹp mị hoặc tại ánh nến soi sáng bên dưới tựa hồ muốn phá vách tường mà ra nhưng duy chỉ có đôi mắt không có điểm vào mắt trâu xinh đẹp bên dưới thiếu một tia thần vận thấy như vậy một màn vương tranh đôi mắt trợn tròn hắn vạn lần không ngờ, vương luật tu đạo nhiều năm, thế mà vẽ ra như vậy đồ án. Hơn nữa cái này phong cách vẽ sự tinh tế, bút pháp chân thực. Xuân cung đồ họa sĩ nhìn cũng phải tự thẹn không như. Tiểu tử này vào núi tu đạo 15 năm, tinh thông phương thuật võ đạo cũng coi như. Vậy làm sao còn học được họa ánh sáng mông đít nữ nhân đâu? huyền hoàng đạo giàu gì cũng là danh môn chính phái chẳng lẽ còn dạy những đồ chơi này hơn nữa tiểu tử này họa giống như thật vậy chẳng lẽ tự mình quan sát qua ha 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 ngay tại vương luật chuẩn bị mở miệng lúc người áo đen kia lại cất tiếng cười to đồng thời hắn đối với vương luật mở miệng nói tiểu tử đây chính là ngươi nói mỹ nhân kế chẳng lẽ là cái này bích họa bên trên mỹ nhân, thật là khiến người ta cười đến rụng răng, a à hát. Nghe được người quần áo đen mở miệng, vương luật khẽ cười một tiếng. Ếch ngồi đáy giếng, người có thể nghe qua vẽ rồng điểm mắt điển cố, cái kia nhưng thật ra là tiền triều trương tăng diêu một môn phương thuật, chỉ là bị người coi như điển cố truyền lưu. Hôm nay, ta liền để ngươi mở mắt một chút, nói, hắn chấp bút trên bích họa nữ tử đôi mắt chỗ nhẹ nhàng điểm một cái bổ túc còn sót lại một bút. Vù vù, một bút bù đắp, dị biến xoay mình sinh. Hình trong phòng không có từ trước đến nay cuốn lên một cỗ gió xoáy. Theo gió xoáy cuốn lên, đã thấy cái kia bích họa bên trong yêu mị nữ nhân thế mà động lên. Nó gãi thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, không ngừng vặn vẹo. Động tác chi hỏa cay. Nhìn người ở tại tràng mặt đỏ tới mang tay, huyết mạch bí trương lập tức cô gái này khóe miệng vung lên yêu mị cười nàng thân thể hướng ra ngoài nhảy lên phá vách tường mà ra tới ở tại hình trong phòng chỉ một thoáng mọi người chỉ cảm thấy làn gió thơm đánh mặt mị âm vờn quanh tai cảm giác này để cho quanh mình tất cả mọi người ý loạn tình mê toàn thân xương đều muốn mềm bình thường thấy như vậy một màn vương tranh hầu như không dám tin vào hai mắt của mình vương luật họa ánh sáng mông đít nữ nhân cũng cho qua. Nữ nhân này lại còn có thể sống lại. Ngay tại vương tranh kinh ngạc dư, đã thấy cô gái này chậm rãi tiến lên ôm lấy người áo đen kia. Nó theo miệng thở khẽ, thổi khí như lan. Năm cái ngón tay ngọc nhỏ dài đảo qua hắc y nhân được yêu thích gò má, ôn nhu nói người rốt cuộc là người nào, tại sao muốn giết cưu ma la, ai phái ngươi tới, ngươi chủ sử sau màn là ai, có ý đồ gì, nói cho người ta nghe nha, thanh âm mềm mại đáng yêu xinh đẹp, giống như ma âm. Âm ba tầng tầng đãng xuất, trực tiếp chui vào người trong đầu. Bị hỏi lên như vậy, người quần áo đen đôi mắt dần dần mê ly lên. Đã thấy hắn thân thể hơi hơi như nhũn ra. Không tự chủ được nói ra ta là tịnh thiên giáo đệ tử, phụng thái âm sứ giả pháp chỉ chém giết cưu ma la, nhiễu loạn điều tra, ý tại sử dụng thổ phồn cùng đại chu chiến tranh một lần nữa nhất tâm tu đạo ta liên tiếp phá kỳ án vân sơn thanh thượng thiện nhược thủy. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, tịnh thiên giáo, nghe được cái này danh tự, vương tranh trong lòng khẽ động. Cái gọi là tịnh thiên giáo chính là vịnh yên năm đầu sáng lập tổ chức, chỉ tại lật đổ thánh nhân thống trị, trong giáo thành viên bị giáo lý tẩy não không sợ chết năm xưa thánh nhân đăng cơ lúc từng nhiều lần mưu đồ bí mật ám sát đều cuối cùng đều là thất bại mười năm trước đó đã bị thánh nhân phái binh tiêu diệt không nghĩ tới hôm nay lại còn có thế lực còn sót lại không chỉ có như vậy cái này giáo phái bây giờ còn ám sát cưu ma la châm ngòi đại chu cùng thổ phồn quan hệ ý đồ sử dụng chiến tranh lần thứ hai một lần nữa cháy lên có thể thấy được kỳ dụng tâm ác độc kinh ngạc dư vương tranh quay đầu nói ra hỏi mau hắn thái âm sứ giả hiện ở nơi nào trước mắt cái này cùng hắc y nhân bất quá là cái sát thủ cái này thái âm sứ giả mới là cá lớn lời vừa nói ra vương luật pháp quyết bấm một cái lên thời gian nữ tử kia mở miệng hỏi nói Thái âm sứ giả hiện ở nơi nào, không biết, trong mê ly hắc y nhân lắc đầu. Trong thành Trường An giám sát nghiêm mật, khá vì hung hiểm. Vì bảo an toàn, chúng ta từ trước tới giờ không trực tiếp gặp mặt, trong ngày thường chỉ lấy thư từ qua lại, sau khi xem tức đốt, lần này sự tình cũng là như vậy. Lời nói ở đây, Vương Luật cùng Vương Tranh nhìn nhau. Chân mày không khỏi cau lên tới. Làm như thế pháp, đích thật là khá vì an ổn. Muốn truy tra cũng cần đại lượng thời gian, chẳng lẽ khó khăn bắt được manh mối, cứ như vậy cắt đứt. Bất quá, ngay tại hai người âm thầm suy tư thời khắc, người áo đen kia tiếp tục nói. Dựa theo kế hoạch, bọn họ muốn ta Vu Minh ngày giờ tuất đi trước Dương Hóa tự chấp nối, Dương Hóa tự. Lời vừa nói ra, vương luật trong lòng khẽ động. Dương Hóa tự ở vào thành Đông Bình Khang trong phường. Bình Khang Phường nhưng là thành trường an náo nhiệt nhất nơi đi. Trong đó thanh lâu san sát tử quán thành bầy. Người trong võ lâm cùng giang hồ du hiệp vãng lai ở giữa, chính hầu như là tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp. Đem địa điểm tuyển ở chỗ này, có thể trình độ lớn nhất che giấu tung tích. Si tư dư, vương luật thôi động nữ tử đuổi theo hỏi. Nói cặn kẽ chút bị nữ tử truy vấn, hắc y nhân hoảng hốt gật đầu đến rồi ngày mai giờ tuất. Chỉ cần trên trong chùa chín nhánh toàn đường hương, tự sẽ có người tiến lên cùng ngươi nói chuyện với nhau, đến lúc đối phương sẽ hỏi ngươi long tiềm tại thân, phục lấy náu thân. Ngươi chỉ cần đáp vực sâu này không trần, làm này vô ngần liền có thể chứng minh thân phận, trong ngôn ngữ hắc y nhân đối với nữ tử lộ ra từng tia từng tia cười ngớ ngẩn. Đem chính mình biết tất cả nói ra. Thấy như vậy một màn, vương luật lông mày nhíu lại khóe miệng buộc vòng quanh một tia nghiền ngẫm. Quả nhiên, đào chém phủ chặt hồn không đều, sợ nhất hồng phấn tiêu tuấn cốt. Mặc cho ngươi làm bằng sắt hán tử. Cũng không chịu nổi cái này tiêu hồn thực cốt thủ đoạn mềm dẻo. Ý niệm tới đây, hắn quay đầu nhìn vương tranh. Còn muốn hỏi gì sao, không có, vương tranh lắc đầu, chân mày càng phát ra tối tăm. Bây giờ biết được đối phương chấp nối ám hiệu cùng địa điểm đón đến chỉ đợi ngày mai đi trước chắp nối liền có thể tán nghe vậy vương luật pháp quyết bóp thấp giọng quát nhẹ chỉ một thoáng cô gái này quỷ mị cười cuối cùng hóa thành một luồng khói xanh tan ra bốn phía chính là vách tường bên trên cũng không có tung tích tích phẳng phất từ chưa xuất hiện qua bình thường đồng thời hắc y nhân cũng đột nhiên thức tỉnh hắn bỗng nhiên đánh một cái giật mình bừng tỉnh đại ngộ nói ảo giác thoải mái sao tự tại này lúc vương luật hài hước thanh âm truyền đến ta mỹ nhân này kế dùng như thế nào nghe được cái này mở miệng hắc y nhân chấn động trong lòng ta nói gì đó nên nói đều nói rồi vương luật cười hắc hắc không nên nói cũng nói còn có a nói hắn bánh hắc y nhân một mắt nghiền ngẫm nói người cái này cũng quá nhanh ảo giác mà lấy người thế mà quả thật mất mặt a theo vương luật mở miệng, hắc y nhân cứng đờ. Hắn lúc này cảm giác hạ thân một hồi ấm áp. Lên thời gian, một cỗ lớn lao khuất nhục cảm giác lập tức dâng lên. Vô liêm sỉ, hắn gào thét một tiếng muốn nhào lên cắn xé vương luật. Thế nhưng hắn bị trói tại cọc gỗ bên trên, căn bản không thể động đậy. Mặc cho hắn kịch liệt dẫy ruộng, chỉ kiếm được cọc gỗ lay động, xiềng xích len keng loạn hưởng kéo xuống đánh vào tử lao, chờ đợi xử lý. Ngay tại hắc y nhân dẫy dụa lúc vương tranh lạnh lùng nói. Bây giờ nên hỏi sự tình đã hỏi ra. Cũng không cần lại cùng hắn lãng phí thời gian. Đúng, theo vương tranh mở miệng, một bên tiểu lại lên tiếng. Chợt liền đỡ hắc y nhân hướng tử lao đi tới. Thấy như vậy một màn, vương tranh đứng dậy, chuẩn bị nói cái gì đó. Ngay tại lúc giờ này, cái kia đau đầu cảm giác càng phát kịch liệt. Một cỗ thiên toàn địa chuyển cảm giác tự nhiên mà sinh. Thế cho nên để cho hắn lảo đảo một cái. suýt nữa mới ngã xuống đất. Ca, người làm sao vậy, nhìn thấy vương tranh dáng dấp vương luật tiến lên hỏi. Mới tại trong chùa nhìn bích họa liền bắt đầu đau đầu, vương luật cắn răng, mở miệng nói ra tinh thần vô pháp tập trung, lại đặc biệt tưởng nhớ ngủ, bây giờ càng phát ra đau dữ dội, nghe vậy, vương luật trong lòng khẽ động. Hồi tưởng lên mới tại triệu cảnh công tự tất cả, hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại. Vương tranh xác nhận bị phương thuật mê hoặc bị thương thần hồn. Chính là võ đạo tu thân, phương thuật luyện thân. Võ đạo đương nhiên không cần phải nói. Liều chết là quyền cước nội lực, chiêu thức tinh thâm mà phương thuật thì là quan tưởng nhập định lớn mạnh thần hồn thần hồn càng mạnh phương thuật cũng liền càng mạnh bất luận là thi triển phương thuật vẫn là khu xử pháp khí đả thương người tính mạng đánh nhau chết sống chính là của người đó thần hồn cường đại hao tổn tinh thần sau đó người sẽ đau đầu sắp nứt cực độ mệt nhọc nhưng chính là ăn không ổn định cũng vô pháp nghỉ ngơi tốt cả ngày lẫn đêm mất ngủ dễ quên tâm phiền ý loạn hao tổn tinh thần sau đó nhẹ thì bệnh nặng triền thân. Nặng thì thần hồn tan vỡ, điên ngu xuẩn. Lại trọng liền trực tiếp biến thành người sống đời sống thực vật. Ca ca của mình năm mới tòng quân võ đạo cao cường, đã đến tứ phẩm tông sư cảnh giới. Nhưng không vào tam phẩm đại tông sư cảnh giới, thần hồn không có được cô động, liền sẽ gầy yếu không gì sánh được. Vì vậy mới một đạo ảo giác cũng đủ để bị thương hắn thần hồn ý niệm tới đây hắn nhìn trước mắt vương tranh mở miệng nói đây là bị thương thần hồn ngươi theo ta đến hậu viện ta giúp ngươi định thần nói vương luật liền dẫn vương tranh đi tới nha môn hậu viện giờ này bầu trời tối tăm không gì sánh được trong trẻo nhưng lạnh lùng mưa nhỏ đem nha môn giày ngói xúc ngăm đen không gì sánh được tăng thêm vẻ uy nghiêm vương luật để cho vương tranh đứng tại trong mưa mở miệng nói đứng ngay ngắn một hồi bất luận thấy cái gì cũng không cần hoảng sợ thả lòng thể xác và tinh thần liền tốt lời vừa nói ra vương tranh trong lòng khẽ động hắn nhìn vương luật đang muốn đặt câu hỏi mà liền chuyện này đã thấy vương luật tay kết pháp quyết mở miệng nói nước nói nhuận bên dưới dưỡng sinh vạn vật lên theo vương luật mở miệng vương tranh chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt giống ngay sau đó gầm nhẹ một tiếng từ phía dưới truyền đến cúi đầu nhìn lại chỉ thấy một con rồng nước tự mãn hạ bàn xoáy mà lên cái này thủy long toàn thân to lớn uy vũ không gì sánh được chính mình tại trước mặt quả là nhỏ bé giống như con kiến hôi nhìn đến nơi đây vương tranh đang muốn có phản ứng tự tại này lúc hắn nhớ tới vương luật mở miệng lúc này đứng vững thân thể, thả lỏng toàn thân yên lặng theo dõi kỳ biến. Giống, tự tại này lúc đã thấy cái kia thủy long quanh quần vương tranh thân thể một vòng, cuối cùng bay lượn vọt lên. Tại đi tới giữa không trung lúc nó long thân chấn động, đột nhiên tản ra. Hóa thành vạn điểm bọt nước chút xuống mà xuống. Trong nháy mắt tựa như hạ một trận mưa lớn. Thiên địa ở giữa tràn đầy tràn ngập hơi nước. Vương tranh đắm chìm tại hơi nước bên trong, chỉ cảm thấy một cỗ tươi mát cảm giác đập vào mặt. Nguyên bản cái kia thiên toàn địa chuyển, đầu óc căng đau cảm giác lúc tiêu tán. Không chỉ có như vậy, hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất nước rửa qua bình thường, không nói ra được lanh lẹ. Dần dần cảm giác này bình phục. Vương tranh chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy trước mắt vẫn như cũ là lúc trước như vậy cảnh tượng. Âm úc bầu trời, trong trẻo nhưng lạnh lùng mưa nhỏ. Nơi nào còn có cái kia màu xanh nhạt cự long cùng mưa như chút nước mưa to. Lại là ảo giác, giờ này hắn nhịn không được kinh ngạc nói. Nếu không đâu? Nhìn Vương Tranh dáng dấp, Vương Luật mở miệng nói: "Ta nếu có thể làm ra chân long tới, lâu lắm rồi làm quốc sư, còn dùng bị ngươi hô tới quát lui." đây là huyền hoàng đạo thượng thiện nhược thủy chi thuật, tập thiên địa hơi nước tư dưỡng thần hồn, may mắn hiện trời đang mưa, hiệu quả tăng gấp bội. Nếu không ngươi ít nhất được mê man một ngày mới có thể tỉnh lại, loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Nhất tâm tu đạo ta liên tiếp phá kỳ án Vân Sơn Thanh ta liền người cũng thay ngươi bắt thôi. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Mê man một ngày nghe được vương luật mở miệng vương tranh trong lòng khẽ động dựa theo hắc y nhân phương mới nói ngày mai giờ tất chính là chắp nối lúc chính mình giả sử thật mê man một ngày cái kia rau cúc vàng đều lạnh đến lúc đó đại chu thổ phồn chiến tranh một lần nữa cháy lên thánh nhân cái thứ nhất liền muốn cầm mình khai đao ý niệm tới đây hắn xoay chuyển ánh mắt rơi vào vương luật trên thân âm thầm phun ra một ngụm chọc khí vạn hạnh chính mình đem tinh thông phương thuật vương luật kêu trở về nếu không lần này căn bản không có khả năng có lớn như vậy thu hoạch trước đây phụ thân đưa hắn vào núi tu đạo cử động thật là sáng suốt tột cùng tiểu tử ngươi lần này biểu hiện không tệ ý niệm tới đây vương tranh mở miệng nói ra vi huynh mời ngươi ăn canh thịt dê nói hắn lấy ra một chuỗi tiền tệ ném cho vương luật tỉ mỉ đếm một chút, ước chừng 50 miếng nhiều. 50 tiền, nhìn lấy tiền trong tay tiền, vương luật lông mày nhíu lại. Ca, người tham ô A, à, một xuất thủ liền xa hoa như vậy, 50 tiền có thể mua một đá thước. Đại chu vương chiều một lượng kim có thể đổi 10 lượng ngân, một lượng ngân có thể đổi 1.000 đồng tiền. Bởi vì chính gặp thịnh thế, bách tính giàu có một đá mét cũng chính là 50 tiền trên dưới, đủ nhà người thường hơn mấy tháng khẩu lương. Cút đi, vương tranh nhếch mép một cái. Người rời nhà nhiều năm, lần này trở về vốn cho ngươi đón gió tẩy trần, bất quá chuyện dưới mắt đặc thù, để ngươi canh thịt dê ăn đủ, coi như là đền bù ngươi. Coi như ngươi cái này coi ca có chút lương tâm, nghe được vương tranh mở miệng, vương luật cười hắc hắc. Hắn suy nghĩ bên dưới tiền trong tay tiền, mở miệng nói. Ai nha, cái này mưa phùn liên miên hàn ý bức người, đi thành đông tứ hải lâu muốn bên trên một chậu canh thịt dê, lại phối một bầu thần tiên rượu, tư vị kia, sách sách sách. Đừng uống rượu, không đợi vương luật nói hết lời, vương tranh liền cắt đứt ngôn ngữ của hắn. Uống rượu hỏng việc, ngày mai chấp nối sự tình còn phải trông cậy vào ngươi đây, gì? Được nghe vương tranh mở miệng, vương luật không khỏi cả kinh trông cậy vào ta bây giờ manh mối cũng có vụ án cũng rõ ràng ngày mai trực tiếp đi dương hóa tự chắp nối liền được làm sao còn trông cậy vào mình cộng lại cái này làm anh liền nhéo tự mình một người vào chỗ chết hố thôi không phải ý niệm tới đây hắn mở miệng nói ra không phải nói tốt chỉ tra án sao làm sao chắp nối cũng về ta quản các ngươi kim ngô vệ làm cái gì bằng quan xem cuộc vui, bàng quan, sống chết mặc bay, giờ này vương luật bất đắc dĩ. Rõ ràng phái binh đi tới bắt người liền xong chuyện, hết lần này tới lần khác muốn nhường cho mình đi qua. Đây không phải là cỡi quần đánh giám, làm điều thừa sao? Nhìn vương luật phản ứng, vương tranh cũng không nóng nảy. Hắn vỗ vỗ vương luật bả vai, chậm rãi nói ra kim ngô vệ binh nghiệp xuất thân động tác thần thái đều treo lẫn nhau cùng con lừa ngốc trên đầu con giận giống như đối phương nếu như sắp đặt mật thám một mắt liền muốn để lộ nội tình căn bản là không có cách chắp nối lại dương hóa tự chính là thiền tông chùa triền chắp nối cũng không biết thân phận như thế nào nếu như tùy tiện bắt sẽ đả thảo kinh xà nếu như chưa bắt được người, thiên tông những cái này con lừa ngốc sẽ còn thuận thế dẫm ngươi một cước, trong ngôn ngữ, vương tranh nói ra nguyên do trong đó. Cái kia ta liền thích hợp rồi. Vương luật chỉ lỗ mũi mình nói. Không sai, nghe vậy, vương tranh gật đầu. Huyền hoàng đạo là môn phái giang hồ, ngươi cũng coi như người trong giang hồ, hơn nữa tiểu tử ngươi từ nhỏ cả lơ phất phơ, bí ẩn tính cao, không dễ dàng bại lộ. Lại tăng thêm người võ đạo mạnh mẽ, phương thuật tinh thâm, có sức tự vệ, cho nên người thích hợp nhất ta đặc biệt. Nghe được vương tranh mở miệng, vương luật thầm mắng một tiếng. Bí ẩn tính thăng chức nói bí ẩn tính cao. Cả lơ phất phơ là cái gì quỷ? Quái nói không chừng lần này hào phóng như vậy đây. Cảm tình ngày mai là để cho mình đi chấp nối A. À. Ý niệm tới đây, hắn nhìn vương tranh mở miệng nói không phải ca ngươi quá phận a à, nói xong xuống núi hiệp trợ tra án bây giờ vụ án rõ ràng manh mối cũng có chắp nối cũng rơi trên đầu ta ta ngày mai thẳng thắn thay ngươi đem người bắt thôi ai nghe được vương luật mở miệng vương tranh mỉm cười hắn vỗ một cái vương luật bả vai mở miệng nói một lời đã định đây chính là chính ngươi nói ta cũng không buộc ngươi a à, ta đặc biệt lời vừa nói ra vương luật ngây ngẩn cả người cái gì gọi là thuận can ba đây con mẹ nó tự kêu là thuận can ba mình nói câu khí lời nói cái này coi ca thế mà quả thật cái gì huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạn kim đều mẹ hắn vô nghĩa ta cùng huynh đệ tâm liền tâm huynh đệ cùng ta động đầu óc mới là thái độ bình thường không phải muốn đến nơi này vương luật đang chuẩn bị nói cái gì đó nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, vương tranh lại đem 10 đồng tiền nhét vào trong tay của hắn. Ăn no điểm, ngày mai bắt người lúc mới có sức lực, nói, vương tranh cười hắc hắc. Khẽ hát hướng phía nha môn đi tới, bước chân khá vì nhẹ nhàng. Toàn không có mới đau đầu cảm giác. Bộ dáng như vậy, nhìn vương luật hàm răng thẳng hiện lên ngứa. Lần ngày, trường an chợ phía đông, bình khang phường. Dương hóa tự ở vào phố Bắc dạng này trong phường chùa miếu không thể so với cái kia đại từ ân tự, nhưng hương khói cũng là khá vượng. Bình thường phần nhiều là trong phường nhân viên lưu động. Ngày lễ ngày Tết thời điểm, cũng có giang hồ du hiệp cùng gái lầu xanh tới dâng hương cầu phúc. Phù hộ chính mình bình an phát tài. Trước mắt chính là giờ tuất, ánh chiều tà le lói, sắc trời đen tối. Vương luật đi tới dương hóa tự đại điện bên trong hắn thân mang một bộ thanh y, làm khách hành hương trang phục. Nhìn qua bình thường không có gì lạ. Tới tại Phật hướng phía trước, hắn lấy ra đã chuẩn bị trước chín nén hương lấy nến hỏa nhen nhóm. Tại phiến diệt tàn lửa sau đó cắm vào trước mặt hương trong lò. Chín nén hương gọi là toàn đường hương, ý tại cung phụng quanh mình thần Phật. Đi ngang qua thần Phật đều có thể chịu hương khói. Là tối cao cấp bậc lễ nghĩa. Mẹ ơi! đem chín nén hương sen vào lư hương sau đó vương luật ở trong lòng mắng nói ta một đạo gia đệ tử chạy đến con lừa ngốc trong miếu hơn chín đạo toàn đường hương thật thiệt thòi ta ca nghĩ ra cái này nếu để cho sư phụ đã biết không được chém chết tê ta tự bản triều thánh nhân đăng cơ tới nay liền trọng phật khinh đạo thiền tông cùng đạo gia bằng mặt không bằng lòng từ một nơi bí mật gần đó lẫn nhau tranh đấu phân cao thấp Phương Hằng làm vì huyền hoàng đạo đệ tử tới hòa thượng miếu đốt nhang. Bực này hành vi, cùng tiểu nương tử làm lấy phu quân mặt phong tao gọi tiểu thịt tươi tới uống nước đường giống nhau. Chịu trận đòn độc đều là nhẹ, vừa trách móc lấy, vương luật làm bộ lại hai bái. Cát, ngay tại hắn tế bái lúc một loạt tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó một thân ảnh đi tới vương luật bên người, nhẹ giọng nói. Lòng tiềm tại thân, phục lấy náu thân. Nghe được như vậy thanh âm, vương luật trong lòng khẽ động. Ánh mắt của hắn một mang theo tiếng nhìn lại. Kết quả cái này không nhìn còn tốt. Một nhìn cả người không khỏi sửng sốt. Không có lý do gì khác. Bởi vì bên cạnh thân ảnh thân mang áo cà sa cầm trong tay lần tràng hạt. Thân ảnh ấy không phải người bên ngoài. Chính là cái này dương hóa tự bên trong chủ trí. Ta đặc biệt nhìn đến nơi đây, vương luật bối rối. Vốn cho rằng chấp nối sẽ là cái không đáng chú ý tiểu sa di. Nếu không nữa thì là trong chùa tăng chúng. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, chấp nối lại là dương hóa tự chủ trì. Chẳng lẽ, cái này dương hóa tự vốn là tịnh thiên giáo điểm liên lạc. Nghĩ đến lễ này, vương luật trong lòng trầm xuống. Vì không đả thảo kinh xà. Vương Tranh chỉ dẫn theo mấy cái kim ngô vệ kiều trang mai phục tại quanh mình phối hợp tác chiến chính mình. Như nơi đây thực sự là tịnh thiên giáo điểm liên lạc. Vậy thì không chỉ một địch nhân, chính mình cái này chấp nối nhận có điểm nguy hiểm a à, cát. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, một thanh âm vang lên động truyền đến. Cái này chủ trì thấy không có người trả lời. Giờ này đang muốn xoay người rời đi. Nhìn đến nơi đây, vương luật trong lòng khẽ động. Bây giờ toàn đường hương đã cắm bên trên, nếu để cho rời sợ rằng sẽ thất bại trong gang tắc. Trước mắt thời gian còn sót lại một ngày. Dung không được hắn lại làm lưỡng lự. Nghĩ tới đây, đã thấy hắn thấp giọng nói. Vực sâu này không trần, làm này vô ngần, nghe được vương luật trả lời, chủ trì dừng bước. Hắn xoay người lại, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười quả nhiên là trong giáo đạo hữu bất quá không khỏi vô cùng cẩn thận không có biện pháp nghe được chủ trì mở miệng vương luật thấp giọng nói việc này liên quan đến quá mức lớn không thể qua loa vẫn là cẩn thận chút vì tốt đạo hữu nói rất đúng chủ trì gật đầu mở miệng nói nơi này không phải chỗ nói chuyện thái âm sứ giả đã đợi đã lâu đạo hữu xin mời đi theo ta lời nói ở đây chủ trì làm ra một cái tư thế mời loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn mời chư vị ghé qua